Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện nay có 69 trên 83 cơ sở kinh doanh karaoke phải dừng hoạt động vì không đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Theo các quy định của Bộ Công an, nhất là tại Thông tư số 06 ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2022 về quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các cơ sở kinh doanh karaoke phải đảm bảo quy định tối thiểu về diện tích và các điều kiện khác về phòng cháy chữa cháy. Tiêu biểu như bố trí lối thoát hiểm, đầu tư hệ thống báo cháy tự động, trang bị bình chữa cháy, phòng hát phải sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm, cách nhiệt là vật liệu không cháy như kính, nhôm, sắt. Đây là yêu cầu bắt buộc nên hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn Đắk Nông phải tháo dỡ để thay thế vì trước đây các phòng hát đều sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí và cách âm như da, mút, gỗ. Theo một số chủ cơ sở karaoke tại Đắk Nông, mỗi phòng hát được đầu tư trang trí âm thanh hàng trăm triệu đồng. Hiện các phòng hát đang phải đóng cửa để thực hiện sửa chữa, khắc phục tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.